Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ban Hàng Nhật Âu. Giới thiệu cho mọi người em Cúc Cu. Thực ra thì Cúc Cu nhà em rất rất là nhiều, phải đến 20-30 chiếc đồng hồ Cúc Cu. Nhưng mà vì là quá bận nên chưa kịp quay cho mọi người, thì hôm nay quay tạm một vài mẫu cho mọi người tham khảo. Cúc Cu thì rất là nhiều bác thích, đề co nhà rất đẹp. Em này thì đây, em cho các bác nghe cái tiếng chuông của em Cúc Cu này. Bốn giờ kêu 4 tiếng. Về phần vỏ gỗ thì em này gỗ đen, hơi nó có cái điểm nhấn ở phần những cái rìa lá hay là ở phần bên rìa này là màu đen này, phần trong là màu nâu rất đẹp, tạo hình là những cái chú chim ở phần bên ngoài. Có những chiếc Cúc Cu thì ở phần bên trên nó là đầu hiêu, thì em này là một chú chim và hai bên cạnh cũng là chú chim, rất đẹp. Về kích thước thì em đo từ trên xuống dưới đó là 59, ngang là 40. Còn nếu mà đo xuống cả tạ thì nó có rơi vào khoảng thêm 20 phân nữa, khoảng tầm 80 hoặc 85 cm mọi người nhé. Để nói rõ để cho mọi người có bố trí chỗ treo. Nửa tiếng đánh một lần, em này thì thuộc hãng Citizen. Nửa tiếng đánh Cúc Cu một lần và tròn giờ sẽ đánh Cúc Cu một lần. Ví dụ như 4 giờ sẽ Cúc Cu 4 tiếng để báo hiệu cho mình biết đó là 4 giờ. Cúc Cu thì nhà em có cả đồng hồ của Nhật, có cả đồng hồ của Đức, của châu Âu. Thế nên là em sẽ quay dần cho mọi người. Thì mọi người mà có xem được cái clip này thì có thể muốn tư vấn thêm hay là muốn xem ảnh cụ thể về chiếc đồng hồ thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật Âu hoặc là truy cập web hangjapan.vn. Ngoài chiếc đồng hồ Cúc Cu này ra thì shop còn rất là nhiều những mẫu đồng hồ Cúc Cu khác hay là những sản phẩm liên quan đến đồ Nhật hay đồ Âu khác. Mọi người có thể tham khảo Facebook. Mã của chiếc đồng hồ là 1067. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.